Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn tiểu thuyết chiến tranh của tác giả Khuất Quang Thụy với nhan đề Những bức tường lửa, câu chuyện của người lính trong chiến tranh Việt Nam. Phần thứ 7 Chính trị viên sớm vừa kết thúc cuộc nói chuyện với chính ủy trung đoàn thì các chính trị viên đại đội lục tục kéo tới, gần đủ mặt các đảng ủy viên. Nhưng ông sớm bỗng nghĩ rằng không nên đưa chuyện này vào khuôn khổ sinh hoạt đảng mà chỉ nên coi đây là một cuộc hội ý để giải quyết một tình huống trong công tác chính trị mà thôi vì vậy ông cố tạo ra một không khí bình thường bằng cách mở đầu đơn giản như mọi ngày thế nào các đại đội có vấn đề gì về tư tưởng thì báo cáo đi mấy hôm nay anh em đi làm công tác vận tải có tắc mắc gì không như thường lệ chính trị viên đại đội chín lương xuân báo lên tiếng trước không có vấn đề gì đâu à cán bộ chiến sĩ đại đội tôi vẫn đảm bảo quân số lên tuyến vận tải năng suất cũng được nâng lên rõ rệt đặc biệt là tiểu đội hùng phong các đồng chí ấy đã có sáng kiến mỗi người đi tải gạo đều mang theo một cái chạc cây đến lúc nào muốn giải lao thì dùng cái chạc cây ấy chống vào bao tải gạo thế là có thể nghỉ sức tại chỗ mà không cần phải hạ xuống bốc lên rất mất sức vì thế năng suất của tiểu đội này đã nâng lên rất cao các tiểu đội khác cũng đang học tập sáng kiến này của tiểu đội hùng phong tốt chính trị viên tiểu đoàn khen thế anh em có bộc lộ tâm tư nguyện vọng gì không kể ra thì cũng có chút cấn cá lương xuân báo cân nhắc từng lời có vài anh em thắc mắc rằng tại sao một đơn vị thép như đơn vị mình mà vào chiến trường mãi chả thấy được đánh đấm gì mà lại chỉ toàn đi làm công tác vận tải. Nói với anh em, mình tải thì mình ăn chứ ai. Chính trị viên sớm giải thích, quân đội ta còn nghèo, lấy đâu ra máy bay tàu bò mà chẳng phải é lưng ra tải gạo, tải đạn, phải lót ổ cho thật kỹ rồi mới đánh chắc được. Các chính trị viên lần lượt báo cáo tình hình, không có vấn đề gì lớn ngoài chuyện anh em chỉ mong sớm được ra trận chứ không muốn biến mình thành anh lính vận tải. Không có ai đào ngũ, bỏ ngũ, không có trường hợp nào thoái thác nhiệm vụ. Công tác tư tưởng như thế thì khỏe quá rồi còn gì. Và đặc biệt, không thấy đơn vị nào nhắc tới chuyện nhặt được truyền đơn. Chính trị viên Lê Văn sớm thấy rằng đằng nào thì cũng phải nói với các đồng chí bí thư các chi bộ chuyện này. Nhưng trước tiên, ông hỏi xa xôi. Thế các đồng chí có thấy anh em họ, bàn tán gì về trường hợp hy sinh của đồng chí định không vẫn là lương xuân báo lên tiếng trước rất ít anh em chiến sĩ biết anh định từ trước trừ một vài đồng chí cán bộ từ trung đội trở lên chúng tôi cũng thấy chưa nên thông báo rộng rãi về sự hy sinh của đồng chí ấy như vậy cũng phải nhưng bây giờ mới đến đoạn khó nhá nhất đây chính trị viên lê văn sớm nghĩ vậy rồi rụt rè móc túi lấy ra tờ truyền đơn tôi đề nghị các đồng chí hãy xem cái này trước đã bốn ông chính trị viên đại đội súng cả lại xem tờ truyền đơn. Ôi, thằng định đây mà. Chính trị viên đại đội 8 Lê Hồng Sơn thốt lên. Liệu có đúng là nó không nhỉ? Chính trị viên đại đội 7 Nguyễn Văn Tân nghi ngại hỏi. Chính trị viên đại đội hòa lực Lê Thành thì nhận ngay ra người trưng ảnh. Đúng là nó thật rồi. Anh khẽ thốt lên rồi run run đưa tờ truyền đơn cho Lương Xuân báo. Anh ta nhìn ngược nhìn xuôi một lát rồi thủng thẳng nói. Cũng, phải tinh thì mới nhận ra được những loại truyền đơn tâm lý chiến kiểu này chúng tôi gặp đầy trên đường hồi mới vào anh em còn tò mò đọc rồi thì dần dần cũng chẳng ai để ý nữa trò tâm lý chiến rẻ tiền ấy mà chính trị viên lê văn sớm gật gù đúng là trò tâm lý chiến nhưng vì lần này cái đó có liên quan đến đơn vị chúng ta nên tôi muốn xin ý kiến các đồng chí xem có cần phải thông báo cho anh em để họ biết rằng thằng địch thâm độc này đã lợi dụng sự hy sinh cao cả của đồng chí ta để làm trò tâm lý chiến bị ổi, rẻ tiền, qua đó mà phát động lòng căm thù trong anh em chiến sĩ đơn vị chúng ta hay không. Bốn ông chính trị viên nhìn nhau, họ không biết thực ra thì chính trị viên tiểu đoàn muốn dẫn dắt câu chuyện đến đâu. Cuối cùng, như thường lệ họ lại nhìn sang Lương Xuân báo cầu cứu. Theo tôi thì không nên nói gì cụ thể thì hay hơn. Lương Xuân báo thùng thẳng nói, bởi vì đã nói cụ thể thì chúng ta sẽ phải trả lời anh em những câu hỏi lôi thôi lắm. Mà càng nói nhiều về chuyện này thì lại càng dở. Và lại, giả sử một chiến sĩ nào đó tình cờ nhặt được tờ truyền đơn này thì khả năng đồng chí ấy nhận ra người quen không nhiều lắm đâu. Mà đã không nhận ra thì tờ truyền đơn này cũng giống như mọi tờ truyền đơn mà họ đã thấy từ hôm và chiến trường đến nay thôi. Vì vậy, theo tôi, chúng ta chỉ cần giáo dục nhắc nhở anh em cảnh giác với những luận điệu tuyên truyền tâm lý chiến của địch. Hãy tự giác không xem truyền đơn của địch không lén nghe đài địch là được các chính trị viên cũng gật gù hùa theo phải đấy không nên nói gì cụ thể là hơn thế thì không nói nữa chính trị viên lê văn sớm kết luận nhưng các đồng chí phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhắc nhở anh em cảnh giác với mọi thủ đoạn tuyên truyền của địch còn về trường hợp hy sinh của đồng chí định nếu ai có băn khoăn thắc mắc gì các đồng chí cứ mời lên gặp tôi nhất định tôi sẽ giải thích cặn kẽ cuộc hội báo công tác chính trị đã kết thúc gọn nhẹ như vậy. Chính trị viên Lê Văn Sớm thở phào như vừa chút được gánh nặng. Như vậy dù sao cũng đã họp rồi, đã thông báo rồi, đã có phương hướng lãnh đạo tư tưởng về vụ này rồi. Cấp trên có hỏi đến thì cũng dễ ăn nói hơn. Ông thầm khen cái thằng báo này ma má mánh thật. Nó quả là mẫn cảm và cũng rất thông minh. Đúng rồi, có hay hớm gì cái chuyện này mà đem ra nói đi nói lại. Phải biết vượt qua, phải làm thế nào để quên đi thật nhanh để còn dành tâm sức cho bao nhiêu việc lớn cho bao nhiêu nỗi đau thương còn lớn hơn nhiều đang chờ chúng ta ở phía trước nữa chứ nhất định đêm nay ta phải nói với ông mạnh những điều này mới được những tiên đoán của chính trị viên lê văn sớm không ngờ lại thành hiện thực ngay một sự kiện quan trọng hơn nhiều đã xảy ra khiến câu chuyện về cái chết của trợ lý định và tờ truyền đơn trở nên mờ nhạt dần đi rơi vào lãng quên lúc nào chẳng rõ Địch đột ngột ném bom dữ dội gần khu vực kho trung chuyến của của sư đoàn rồi đổ một đại đội biệt kích Mỹ xuống một cao điểm ở phía bắc bãi Cù Đình, cắt ngang con đường vận tải lương thực đạn dược từ kho trung chuyển của sư đoàn vào khu chiến của trung đoàn. Hai trung đội của đại đội 9 do đại đội phó Đồng Tiến Phi chỉ huy đi làm nhiệm vụ vận tải vừa vặn rơi đúng vào khu vực địch đổ quân. Trận đánh Mỹ đầu tiên của đại đội 9 đã diễn ra hoàn toàn bất ngờ. Như mọi ngày, đại đội ra đến kho, nhận hàng xong thì trời đã xế chưa hai trung đội trưởng đề nghị cho bộ đội nghỉ ăn cơm chưa xong rồi mới hành quân về. nhưng đại đội phó đồng tiến phi kiên quyết ra lệnh cho đơn vị hành quân ngay. anh không có linh tính gì đặc biệt. những nguyên tắc ở chiến trường là không nên tụ tập ở những nơi đông người. mà khu kho trung chuyển này cả tuần nay cứ như một cái chợ vậy. đã thế, có hôm anh còn gặp một đơn vị dám cho quân dừng chân nấu ăn ngay bên con suối gần khu kho. khói mù mịt mà lạ sao không thấy một ai nhắc nhở gì họ cả mất cảnh giác như thế thì nhất định sẽ phải trả giá thôi nhưng trưa nay anh không cho bộ đội rừng ăn cơm trưa ở khu vực này cũng vì trong lòng anh đang có một chuyện buồn chừng hơn một giờ trước đây trên đường hành quân khi ra tới gần khu kho thì anh nhặt được một tờ truyền đơn cũng là tình cờ thôi tờ truyền đơn ấy từ trên cây rơi lừ đừ xuống ngay trước mắt anh cứ như có ai xui khiến anh đưa tay ra bắt lấy và anh chợt sởn gai ốc khi nhận ra thi thể người bạn thân của mình hiện ra trên tờ truyền đơn đúng là mày rồi, Định ơi. Vừa mới chiều hôm qua anh mới biết tin Định đã hy sinh trong khi đi trinh sát cùng tiểu đoàn trưởng. Anh đang định bụng chiều nay nếu về sớm, nhất định anh sẽ lên tiểu đoàn hỏi cho rõ. Anh và Định cùng học với nhau tại trường sĩ quan lục quân, ra trường cùng được điều về trung đoàn này. Định làm trợ lý dưới tiểu đoàn 7. Anh làm trợ lý trên ban tác chiến của trung đoàn cho tới trước khi đi B mới được điều về làm đại đội phó đại đội 9. Hôm anh về nhận nhiệm vụ tại tiểu đoàn, Định mừng lắm, Cầu về dưới này thì hay quá rồi chúng mình lại được gần nhau vậy mà vừa vào tới chiến trường thì định đã ra đi rồi từ lúc nhặt được tờ truyền đơn lòng anh như có lửa đốt vì thế khi anh em đóng hàng xong trung đội trưởng thoan và trung đội trưởng tại tới đề nghị anh cho bộ nghỉ ăn cơm rồi mới lên đường thì anh đã nổi cáu gắt um lên ăn với uống gì lúc này lên vai hành quân đã một tiếng nữa mới được nghỉ ăn cơm hôm nay đại đội anh được chở toàn hàng thực phẩm khô đó là những thùng mắm kem, bột trứng, những kiện ca la thầu của Trung Quốc và cả những tải rau muống khô nữa. Không hiểu ai đã nghĩ ra cái sáng kiến lạ lùng là đem sấy khô rau muống để gửi ra chiến giường. Hôm trước, dọc đường anh em trong tiểu đội Hùng Phong đã móc trộm một ít mang về cho nhà bếp nấu thử. Anh nuôi trưởng Ngô Xuân Cung nếm thử một miếng rồi lắc đầu ra như rẻ rách. Hơi chát nữa, của này có nấu cho lợn thì nó cũng chẳng thèm ăn. Nhưng tấm lòng của hậu phương thì cũng đáng ghi nhận. Ông anh nuôi trưởng thêm một câu an ủi vào lời thẩm định rồi bảo đám lính trẻ nếu đã mất công ăn trộm thì từ mai kiếm cái gì khá hơn mà mang về nhé. Nhưng hôm nay thì đại đội vẫn trở tới hơn hai chục bao tải. Được cái, những ai nhận gùi món hàng này thì cũng nhẹ nhõm hơn. Hàng cồng kềnh nên không thể trồng hai tải mà gùi được. Ngay cả Hùng Phong hôm nay cũng chỉ gùi một tải rau muống. Đại đội Phó Phi cũng chọn một tải rau muống để gùi tho êm lưng. Chứ mấy hôm trước gùi hòm đạn cối, lưng anh cũng chảy chớt cả ra rồi vừa đi vừa nghĩ về tấm hình thê thảm của định trong túi áo và món rau muống khô trên vai nên đại đội phó đồng tiến phi quên cả đói cứ phăm phăm mà bước đại đội đi liền một mạch cho đến khi nhìn thấy thung lũng cù đinh hiện ra trước mặt thì đại đội phó mới ra lệnh dừng lại nghỉ ăn cơm trưa các tiểu đội quản lý bộ đội cho tốt không được đi lại lung tung súng đạn vũ khí luôn phải bên người đó là một mệnh lệnh quen thuộc chứ không phải vì phi có linh tính gì nhưng khi đã nhai hết nửa nắm cơm thì phi chật chú ý tới chiếc OV-10 đang bay lượn ngay trên đầu. Từ hôm vào chiến trường, dường như các chiến sĩ đã quen với sự hiện diện thường xuyên của nó trên bầu trời rồi nhưng hôm nay hành lang của nó có vẻ hơi lạ. Trước hết là bởi hình như nó bay thấp hơn, vòng lượn ngày càng hẹp hơn, tiếng động cơ của nó dường như cũng khó chịu hơn. Nghĩ vậy, phi dừng nhai, bước ra một khoảng trống khung tay che nắng nhìn lên bầu trời. Vừa lúc đó thì thằng OV-10 trao xuống phóng liền mấy quả đạn khói nó sắp làm gỏi khu kho rồi phi nói to thành tiếng tiểu đội trưởng hùng phong lúc đó cũng cầm nắm cơm ăn giờ chạy ra đứng bên cạnh nói thêm may mà đại đội mình đã rời khỏi đó rồi đại đội phó sáng suốt thật đại đội phó khé cười may thôi cứ như thằng định nó đẩy mình đi vậy ai cơ ạ à? không có ai cậu lui vào đi bảo anh em tìm góc cây to mà nấp nó sắp ném bom bây giờ đấy biết đâu nó vãi cả ra khu này gần như ngay lập tức, một tốp phản lực từ nãy đến giờ vẫn làm vảng đâu đó lao về phía những cột khói thẳng OV-10 vừa dựng lên, và tiếng bom vang lên đậy đất. Ngay sau đó là những tiếng đề pa của hàng chục khẩu pháo trên cao điểm 241. Các đồng chí trung đội trưởng chú ý, phi hét lên, địch quanh tạc vào khu vực kho tàng và tuyến đường vân chuyển của ta. Lệnh cho bộ đội nai nịt gọn gàng, sẵn sàng cơ động ngay. Hạ lệnh song phi chạy lại vị trí của mình, thắt vội bao đồ, vừa định sốc gùi hàng lên thì chiếc OVI không gần như xả xuống ngay triền đổi trước mặt và phóng liền mấy quả đạn khói. Nằm xuống. Anh hét lên. Bộ đội còn đang sao sắc thì hàng chục trái đạn pháo đã nổ ngay trên triền đồi trước mặt. Một tốp máy bay ném bom từ phía tây lao tới bổ nhào. Ngay trên đầu họ, những trái bom đen xì lao xuống vun vút. Mặt đất rung chuyển, đất đá bay rào rào. Không gian tối sầm lại, khét lẹt mùi thuốc bom. Không được chạy lung tung anh vừa lom khom chạy dọc theo đội hình của đại đội vừa hét lên trong tiếng bom đạn rền vang anh không tin rằng chúng có thể bắn pháo ném bom chúng vào ngay con đường mòn này nếu bộ đội nằm yên tại chỗ lợi dụng địa hình địa vật mà chú nấp thì sẽ hạn chế được thương vong trong những tình huống như thế này nguy hiểm nhất là sự hoảng loạn mạnh ai nấy chạy thêm một tốp máy bay nữa lao tới chút bom pháo địch bắn mỗi lúc một giày hơn đạn pháo rơi ngay trước đội hình của đại đội nhìn sang triển đổi trước mặt đã thấy quang toát. Giữa những tiếng nổ của bom đạn, Phi nghe mơ hồ có tiếng động cơ trực thăng chẳng lẽ chúng nó lại dám đổ quân xuống đây sao? Phi nghĩ vậy rồi chợt nhớ ra rằng Trung đoàn trưởng đã có lần nói địch đã từng nhiều lần đổ quân ra vùng Cù Đình, Ba Rè, chiếm nơi này làm bàn đạp để càn quét ra vùng giới tuyến hòng ngăn chặn sự xâm nhập của bộ đội ta. Biết đâu, đây chẳng phải là một hành động mở đầu cho một chiến dịch như vậy. Nghĩ vậy, anh lập tức quay sang nói với Hưng Phong, gọi ngay cho tôi anh Thoan và anh tại lại đây. Hùng Phong chạy đi, một lát sau hai trung đội trưởng đã có mặt bên cạnh Phi. Anh chỉ ra triền đổi trước mặt nói, rất có thể địch sắp đổ quân xuống khu vực này. Chúng ta phải triển khai ngay đội hình chiến đấu thôi. Các anh cho bộ đội bỏ hàng hóa tại chỗ, chuẩn bị vũ khí sẵn sàng đánh địch đổ bộ trước mắt. Trung đội anh tại chia lực lượng ra chốt ở phía trước con đường mòn này, lối dốc xuống thung lũng ấy. Trung đội anh thoan cơ động ngay sang chiếm lĩnh dông đồi bên phải kia. Nếu địch đổ xuống gần chỗ bộ phận nào thì bộ phận đó lao vào đánh. Những bộ phận khác sẽ liệu tình hình mà chi viện. Các đồng chí rõ chưa? Hai trung đội trưởng nói rõ. Vậy thì hành động ngay. Hiệp đồng bằng tiếng súng thôi. Không có liên lạc gì nữa đâu. Thoan quay sang Hùng Phong lúc đó cũng đứng gần đó hỏi. Vũ khí của tiểu đội cậu thế nào? Chỉ có 7 khẩu tiểu liên, còn lại xạ thủ B-40, B-41, trung liên thì chỉ mang theo liệu đạn. Được rồi. Có thế nào đánh thế vậy? Tiểu đội của cậu vận động ngay đi. Cố chiếm lấy cái mỏm cao kia kìa. Nếu địch đổ quân vào vặt đổi chúng vừa phát quang thì cậu đánh xuống ngay. Đại đội phó quay sang Hùng Phong. Tôi sẽ đi với tiểu đội cậu. Cũng may là hôm nay tôi lại mang theo tiểu liên. Trung đội trưởng Thoan băn khoăn. Đại đội phó nên. Ở đâu đó để chỉ huy chung. Đại đội phó nhăn mặt. Chỉ huy cái con khỉ. Nhanh lên địch nó tới bây giờ đấy tiếng trực thăng ngày một gần rồi ầm vang cả thung lũng không ngờ chúng đến nhanh thế đại đội phó đồng tiến phi khoát tay hét toáng lên hùng phong kêu anh em vận động nhanh lên chứ ngất pháo là chúng nó xuống đấy hùng phong dẫn bộ đội theo sát đại đội phó xé rừng mà chạy pháo địch bắt đầu chuyển làn bắn sâu vào rừng dọc theo tuyến đường vận tải một loạt đạn pháo nổ banh banh ngay nơi họ vừa ngồi ăn cơm Hùng Phong còn kịp nhìn thấy một tải rau muống tưng lên trời. Những cọng rau đen ngòm bay là tả trong làn khói. Bám ngay sau Hùng Phong là xả thủ B-41 Nguyễn Đình Hướng. Cậu ta không có súng. Một tay lăm lăm lựu đạn. Tay kia cầm theo cây gậy có chạc ba dùng để ngả lưng nghỉ dọc đường. Đại đội phó đang chạy ngoái lại thấy vậy liền quát vứt cha cái của nợ ấy đi. Vướng lắm. Hướng đành vứt bỏ cây gậy, vừa thở hồn hền vừa gọi ban. Cậu cho tớ thêm một quả lựu đạn nữa đi. Hùng Phong nhăn mặt hét vớ vẩn, tới đó hãy hay. Nhưng họ không kịp tới được mỏm đồi cao. Một chiếc trực thăng UH-1A kêu rít lên rồi xả xuống ngay trước mặt họ. Phía sau những chiếc cửa khác cũng vừa xả xuống khoảng trống dưới chân đồi vừa bắn như vãi đạn dọc bìa rừng. Pháo mặt đất của địch truyền làn bắn sâu vào rừng và các cao điểm xung quanh, nó sắp nhảy xuống khoảng trống kia đấy. Đại đội phó phi khoát tay chỉ một khoảng đất trống chỉ chừng vài trăm thước vuông ở ngay sườn đồi. Dường như cùng một lúc cả chục chiếc trực thăng cùng xả xuống trên đồi. Ba chiếc đang đổ quân ở mỏm đồi cao mà chúng vừa đánh bom phát quang. Những chiếc còn lại đều đã xả xuống sát mặt đất. Cảnh tượng trông thật lạ mặt. Khi những chiếc trực thăng gần như dừng lại ngay trên không, cách mặt đất thường trục thước, bọn lính Mỹ từ trên bụng những chiếc trực thăng lốc thốc nhảy xuống. Có thằng nhảy khá gọn, có thằng thì ngã quay đơ trên mặt đất. Ở sát bìa rừng, ngay trước mặt họ có một chiếc trực thăng dừng trên không gió từ cánh quạt của nó thốc xuống khiến cành cây ngả nghiêng gãy răng rắc, cát bụi thốc lên mù mịt. Hùng Phong đếm được 15 thằng Mỹ vừa nhảy xuống đại đội phó phi vẫy tay ra hiệu cho họ cố tiếp cận vào gần nữa. Chiếc trực thăng nhà quân song lại bay vút lên không quên vãi vài loạt đạn vào bìa rừng. Bọn lính Mỹ vừa đổ bộ hò hét hí hố, họ đã có thể nhìn thấy cả những bộ mặt đỏ au của những thằng Mỹ. Có thằng hình như khi nhảy xuống đã bị chẹo cẳng nên vừa nhảy lò cò vừa kêu giống lên. Đúng lúc ấy, đại đội phó đồng tiến phi bật dậy hét lớn. Đánh! Bọn tôi trả thù cho cậu đây, định ơi! Anh nhằm vào thằng Mỹ đeo máy bô đàm xiết một loạt AK. Thằng Mỹ bật ngửa, giấy thêm vài cái rồi nằm xuôi xỉ. Gần như cùng một lúc bảy khẩu tiểu liên của tiểu đội Hùng Phong cùng nổ rền. Nguyễn Đình Hướng vừa hét sung phong, vừa lao thẳng ra vùng tay ném liền hai trái lựu đạn vào tốp lính Mỹ gần nhất. Oành! Oành! Trong ánh chớp lựu đạn, xác một thằng Mỹ tung lên. Có điều lạ là chiếc mũ sắt trên đầu nó lại văng lên cao rồi vẽ một đường vòng cung trước khi nện đánh trả một cái vào một phiến đá lớn. Hùng Phong hét lên lùi lại đi hướng. Rồi cấp AK dũng mãnh lao lên. Anh nhầm vào tốp lính Mỹ đang vừa kêu la vừa chạy ngược lên rông đồi mà nhả đạn. Một thằng ngã vật rồi lăn lông lốc xuống sườn đồi. Một thằng hình như bị thương. Vừa cố gỡ các thứ lình kình trên người ra vừa la hét. Anh nhầm vào thằng Mỹ đang luống cuống trong đám đồ đạc lình kình mà xiết cò. Nó bật ngược lên, như cố với một cái gì đó trên cao trước khi ngã vật xuống. Trước mắt Hùng Phong, có lẽ đã có tới 5-6 thằng chết ngay tại chỗ. Những thằng chưa bị quật ngã bất ngờ bởi lửa đạn và đạn tiểu liên, vừa la hét ỏm tỏi vừa cố chạy lên khu đồi được phát quang, nơi có tới 3 chiếc trực thăng vừa đổ quân. Có lẽ chứng cũng được dạy rằng khi lâm trận thì phải cố mà chiếm lấy địa hình có lợi nhưng là thay. Chưa thấy một phát đạn nào bắn trả ngoại trừ một khẩu súng máy vừa được triển khai trên khu phát quang mé bên phải khu phát quang ấy cũng đang rền lên tiếng tiểu liên AK. Có lẽ trung đội trưởng Thoan dường như đã tiếp cận được với tốp địch đổ quân ở hướng đó. Tiếng súng cũng rộ lên cả ở phía đường mòn. Hình như trung đội của Tại cũng đã chạm địch. Không đánh nữa, rút vào rừng ngay. Đại đội phó phi ra lệnh. Anh biết rằng thằng địch đã kịp định thần và sắp phản công quyết liệt. Hùng Phong do dự dây lát rồi cũng khoát tay ra lệnh cho anh em rút thù họ vừa lui được vào khu rừng rậm thì súng cối súng phóng lựu của địch bắt đầu bắn theo ầm ầm nằm xuống đại đội phó ra lệnh hùng phong tranh thủ lúc nằm tránh đạn để kiểm quân không thấy nguyễn đình hướng đâu anh quay sang phía đại đội phó hét lên thăng hướng bị rồi tôi phải quay lại tìm nó nói rồi anh bật dậy chạy quay trở lại cẩn thận đấy đại đối phó dặn với theo nhưng gần như ngay lúc đó hướng hồng hộc chạy tới mặt mày sạm đen trên tay hướng cầm một khẩu tiểu liên A15. Cậu làm cái trò gì thế? Hùng Phong nhăn mặt quát. Hướng đưa khẩu súng Mỹ lên cười nhăn nhở. Tớ kiếm được khẩu súng nhưng, nó làm sao ấy? Tiếng súng tiểu liên vẫn rền ở hướng bên phải. Đại đội Phó Phi lo lắng nói. Chắc bọn thằng Thoan Ham đánh quá nên không kiếp rút lui vào rừng rồi. Hay để chúng tôi tới chi viện cho họ. Hùng Phong sốt sắng đề nghị. Để xem tình hình thế nào đã phía đường mòn đã không còn nghe thấy tiếng súng của ta nữa, không hiểu tình hình ra sao. Nhưng đại đội phó đồng tiến phi cho rằng phía ấy rừng rậm dốc cao, rất có thể địch không dám vào sâu. Một lát sau không nghe thấy tiếng súng tiểu liên ạc nổ nữa mà chỉ thấy gian lên toàn tiếng súng máy M60, tiếng tiểu liên A15 và tiếng súng phóng lựu của địch. Sao thế nhỉ? Hùng Phong lo lắng hỏi. Không sao đâu, hình như họ đã rút ra được rồi có lẽ ở hướng ấy địch cũng không dám truy kích vào sâu trong rừng. Nếu mình đoán không lầm thì địch đổ xuống khoảng chừng một đại đội. Nếu không có quân tăng viện thì chúng sẽ không tiến quân đâu. Họ tiếp tục thận trọng vận động về phía con dốc cao trên đường mòn hy vọng cánh của tải đã kịp lui về khu vực đó. Nhưng pháo địch lại bắt đầu bắn dữ dội đồng thời lại nghe rền lên tiếng động cơ của máy bay phản lực. Kiểu này, chúng sẽ cho oanh kích dữ dội để ngăn quân ta tiếp cận đám quân vừa đổ bộ xuống đang tìm cách co cụm lại đại đội phó phán đoán vậy rồi ra lệnh cho bộ đội tìm chỗ nằm tránh bom pháo không tiếp tục cơ động nữa. Thế, còn cánh anh Thoan. Hùng Phong lo lắng hỏi. Chúng bắn pháo xung quanh nơi đổ quân như vậy chứng tỏ chúng sẽ không sục sạo vào sâu trong rừng đâu. Bây giờ các cậu cứ chốt ở đây chờ cánh anh Thoan. Mình phải qua chỗ cậu tại xem thế nào. Hùng Phong vẫy tay gọi một chiến sĩ. Hải, cậu đi với đại đội phó đi đại đội phó vừa bật đậy định đi thì hướng ôm khẩu ari năm chạy tới thủ trưởng loại súng này sử dụng thế nào ạ à? đại đội phó đón lấy khẩu súng nhìn qua rồi cười đồ vô dụng rồi chú mày ơi không thấy cái báng của nó bị tiện gãy rồi à cò súng cũng bị gãy rồi đây này em cứ tưởng là loại báng gấp vứt đi hoặc mang về làm kỷ niệm cũng được thôi tớ đi đây cứ chốt ở đây đã nhé nếu cánh anh thoan về thì kéo cả lên đỉnh dốc phía đường mòn ấy cẩn thận bom pháo đấy thế còn hàng hóa hùng phong lo lắng hỏi cứ bỏ đấy đã bọn mỹ có tới được đó chúng cũng chẳng lấy rau muống khô làm gì đâu đại đội phó vừa đi được một lát thì tụi máy bay ném bom bắt đầu gầm rít trên bầu trời bay được một hai vòng quanh thung lũng chúng bắt đầu bổ nhào cắt bom hùng phong nhìn thấy những chùm bom đen xì vun vút lao xuống bom đấy gần như cùng một lúc với tiếng thét của Hùng Phong là những tiếng bom nổ dậy đất. Rồi những quầng lửa bốc lên giữ đội ngay phía vạt rừng trước mặt, tiếng lửa reo ù ù trên tán cây. Chạy đi, bom napalm đấy. Họ bật đậy chạy ngược lên đỉnh đồi, lửa vẫn cháy dần dật phía sau lưng. Cả một biển lửa, có lẽ cảnh địa ngục cũng chỉ giống như thế này thôi. Khói và mùi crep sọc vào mồm và miệng khiến mọi người đều ho sặc sụa. Mẹ nó, chúng định đốt cháy cả khu rừng này chắc hướng vừa ho khâm hoặc vừa lầu bầu chửi rủa. Lại một tốp máy bay nữa bổ nhào trên đầu, nhưng lần này là bom phát quang. Sau những tiếng nổ dữ dội, cánh rừng mà họ vừa chạy qua bị băm nát nhừ, lá cây bay đen trời. Chạy tới một khe suối cạn có những tảng đá lớn và những hốc đá tự nhiên khá to, hùng phong ra lệnh. Không chạy nữa, dừng lại ở đây còn có chỗ mà chú bom. Nhanh lên, mỗi thằng tìm lấy một cái hốc mà chui vào đi không chừng chúng nó sắp choàng lên đây rồi đấy hùng phong chỉ cho hướng một hốc đá hướng cậu chui vào đó đi nhưng hướng vừa chui vào đã bật ngược trở ra ôi trời có cơn chăn to quá hùng phong chạy tới và cũng nhìn thấy con chăn nằm cuộn tròn trong hốc đá ngáy phì phì mẹ kiếp bom đạn tùm lum thế này mà nó vẫn ngủ được thì ghê thật thôi cậu chui vào cái hốc này với tớ hơi hẹp nhưng bom nó sóc một hồi là vừa tất Hướng và Hùng Phong cùng chui vào một hốc đá. Hốc chật, mùi mồ hôi của Hướng lại rất khó ngửi. Hùng Phong đành chui ra. Thôi, cậu nằm đó đi. Tớ tìm chỗ khác vậy. Lại một loạt bom nổ nhưng lần này xa hơn. Chết về phía sườn trái của dãy cao điểm. Và cũng là bom Napan. Nếu quân ông tại mà chưa rút kịp thì sẽ ăn đủ. Hùng Phong lo ngại nghĩ vậy. Có vẻ như địch chưa phát hiện được chính xác tuyến kho và con đường vận chuyển mới mở chúng vẫn đang ném bom lung tung xung quanh khu vực đổ quân, có lẽ chỉ nhằm bảo vệ đám lính Mỹ là chính. Anh em trong tiểu đội đã rời những hốc đá ẩm ướt đến ngồi bên tiểu đội trưởng. Hùng Phong vui vẻ nói với mọi người. Thế là tiểu đội ta đã ra quân đánh thắng trận đầu rồi, anh em phấn khởi chứ. Tâm, xạ thủ trung liên RPD cũng không có súng như hướng gái đầu nhăn nhó. Từ mai, nếu có đi tải gạo tớ cũng phải mượn một khẩu tiểu liên mang theo thôi. Chứ như hôm nay thì thiệt thòi quá, không hiểu số tớ thế nào mà hai quả lựu đạn lép cả hai. Hướng ngạc nhiên hỏi, thật à, sao hai quả của tớ nổ ác thế? Hay cậu, quên không giật nụ xòe trước khi ném đấy hả? Bậy, tâm cãi, sao tớ lại có thể lũ lẫn thế được? Một cậu khác lên tiếng, cái thứ lựu đạn chảy nội hóa này đôi khi ẩm ương thế đấy. Hồi kiểm tra ở bưng trả khối thẳng vớ phải những quả câm là gì? Hùng Phong xua tay. Thôi, được rồi, hôm nay tiểu đội ta đánh tốt cả điều quan trọng là không có thằng nào bị thương chứ ngay trận đầu đã có thằng kềnh rồi thì xui lắm nhưng mọi người chưa kịp mừng thì từ dưới chân dốc có một người hớt hại băng rừng chạy lên vừa chạy vừa ngơ ngác kiếm tìm hướng phát hiện ra liền vỗ vào vai hùng phong ai như thằng vân tiểu đội tám kìa hùng phong vội đứng dậy gọi vân ơi bọn tớ ở đây này nghe tiếng gọi vân vội chạy thúc lên tới khe suối cạn vừa thở vừa mếu máu. Anh em ơi, trung đội trưởng, với thằng đại đồng nát hy sinh rồi. Hùng Phong thẳng thốt kêu lên. Anh Thoan à, sao lại thê? Vân vừa thở vừa kể. Thằng đại bị trúng pháo trên đường rút lui. Anh Thoan dìu nó, nên chậm chân, bị trúng bom Napan. Trời ơi, Napan à, mọi người cùng thốt lên. Ngoài hai người hy sinh ra, bên ấy còn có có ba người nữa bị thương một người bị bỏng nặng tình hình gay lắm anh em bảo mình đi tìm đại đội phó báo cáo xin người đến tri viện để đưa anh em về hùng phong suy nghĩ giây lát rồi quyết định thế này nhé bây giờ tất cả tiểu đội ta sẽ quay lại đó cùng anh em trong trung đội đưa thương binh liệt sĩ về riêng cậu hướng thì đi tìm đại đội phó báo cáo tình hình này ngay hướng gật đầu rồi hỏi thêm vậy sẽ liên lạc với nhau ở đâu tại chỗ này hùng phong quyết đoán nói có vẻ như thằng địch sẽ không đánh lên đến đây đâu. Cậu đi ngay đi. Hướng vội vã chạy đi. Hùng Phong khoát tay ra lệnh cho những người còn lại. Tiểu đội, theo tôi. Pháo địch vẫn bắn dữ dội xung quanh khu đổ quân. Vừa chạy Hùng Phong vừa dòng tai nghe tiếng đạn pháo rít, đoán xem đạn nổ xa hay nổ gần để ra lệnh cho anh em nằm tránh đạn. Từ lúc nghe tin anh Thoan và Đại Đồng Nát hy sinh, Hùng Phong mới cảm thấy sợ thực sự. Trận đánh đầu tiên đã diễn ra nhanh quá, và dường như lại quá thuận lợi đối với tiểu đội của anh nên anh chưa thấy hết tính chất nghiêm khắc quyết liệt của một cuộc đối đầu thực sự trên chiến trường bây giờ thì máu của đồng đội anh đã đổ rồi chiến tranh đã thỏ ra những nanh vuốt đích thực của nó anh đã nhìn thấy những thằng mỹ ngã gục trước nòng súng của mình và đồng đội nhưng giờ đây anh cũng sẽ phải nhìn thấy máu của đồng đội mình niềm vui lần đầu tiên giết được kẻ thù liệu có cân bằng được với nỗi đau của những hy sinh mất mát mà đồng đội anh phải gánh chịu hay không cũng có thể rồi đây anh sẽ phải quen dần với phép so sánh rằng trong trận này chúng ta đã chiến thắng vì số địch bị ta giết nhiều hơn hẳn số chiến sĩ ta hy sinh thậm chí trận này chúng ta hy sinh nhiều hơn cả số địch bị giết nhưng vẫn là một chiến thắng vì chúng ta đã đạt được ý đồ chiến thuận chiến dịch của mình nhưng lúc này đây anh chưa đủ trưởng thành để có thể chấp nhận phép so sánh ấy anh chỉ mới kịp hiểu rằng mất một người đồng đội tốt bụng như đại một người anh hiền lành đức độ như anh thoan là một mất mát không thể nào bù đắp được kể cả niềm vui thắng trận cũng chẳng thể nào bù đắp được tiểu đoàn trưởng hoàng mạnh đã lên đến vị trí đóng quân của ban chỉ huy trung đoàn nhưng ông đã không kịp nói gì kể cả một lời thăm hỏi đối với thủ trưởng trung đoàn ông vừa thò mặt vào căn nhà hầm của ban chỉ huy trung đoàn thì đã thấy trong hầm có cả chính ủy lê nông và một vài sĩ quan thăm mưa gương mặt người nào người nấy đều rất căng thẳng trung đoàn trưởng trần đông hải thì đang gào vào máy điện thoại alo cậu phải nói to lên khó nghe lắm chính xác là tới lúc này có bao nhiêu chiếc trực thăng đã đổ quân. 12 chiếc hà. Nếu vậy thì khoảng hơn một đại đội thôi. Đúng là Mỹ cả chứ. Tôi biết rồi. Nhưng tôi đang ngồi đây thì biết làm sao được. Chắc chắn là một bộ phận nào đó trong số các đơn vị đang tham gia chiến dịch lót tổ đụng địch trên tuyến vận tải thôi. Các cậu phải nắm cho chắc tình hình rồi báo cáo ngay về đây nghe chưa. Trung đoàn ti tưởng vừa ngẩng lên thì nhìn thấy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bảy hoàng mạnh. Ông ngạc nhiên kêu lên, trời ơi ông mạnh. Sao ông lại mò lên đây vào lúc này hả? Tiểu đoàn trưởng mạnh ngơ ngác hỏi Tôi lên, định nói chuyện với anh thôi Nhưng, có chuyện gì thế ạ? À? Chuyện gì hả? Trung đoàn trưởng nhăn nhó như đang bị sâu răng Tôi cũng đang muốn biết có chuyện gì đang xảy ra đây Tại sao bỗng dưng địch lại đột ngột đổ quân ra khu vực Cù Đinh, Bà Rè -e? Sư đoàn cũng chưa hiểu địch định đổ quân ra đó để làm gì chỉ là một cuộc đột kích vào sau lưng đội hình ta để thăm dò lực lượng ta hay chúng định đổ quân ra xây dựng một vị trí giá chiến để án ngữ khu vực này tiểu đoàn trưởng mạnh như người vừa tỉnh ngủ địch đổ quân à đổ lúc nào mà nhanh thế chúng vừa đổ quân xuống cách đây một giờ và đã đụng một lực lượng nào đó của bộ đội ta trên tuyến vận tải không chừng là quân của ông đấy ôi trời vậy mà sao tôi lại còn ở đây nhỉ tiểu đoàn trưởng hoàng mạnh tự hỏi vậy rồi lập tức quay lưng định lên khỏi nhà hầm trung đoàn trưởng trần đông hải ngạc nhiên hỏi với theo vậy anh lên đây có việc gì tiểu đoàn trưởng mạnh vội quay lại xua tay không có việc gì tôi phải về tiểu đoàn ngay đây khoan đã trung đoàn trưởng nổi cáu anh phải nghe xem trung đoàn ra lệnh cho các anh như thế nào đã chứ tiểu đoàn trưởng hoàng mạnh vội quay lại xin lỗi trung đoàn trưởng tôi sốt ruột quá nên anh nghe cho kỹ đây Trung đoàn trưởng dõng dạc lên tiếng, hiện nay, tiểu đoàn các anh ở gần khu vực địch đổ quân hơn cả. Vì ngay khi trở về, anh phải cho trinh sát đi bám địch ngay. Nếu đêm nay chúng dám chốt lại ở đó thì tôi sẽ xin sư đoàn cho đánh ngay. Khi đó, tiểu đoàn anh phải đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu đấy. Tiểu đoàn trưởng Hoàng Mạnh hơi hoang mang, nhưng bộ đội của tiểu đoàn tôi hiện có hai đại đội thiếu đang đi làm nhiệm vụ vận tải. Không hiểu họ có bị kẹt ở đâu khi địch đổ quân không? vì vậy anh phải cho người đi bắt liên lạc với họ ngay trinh sát trung đoàn vừa báo cáo là có một đơn vị nào đó của ta đã nổ súng đánh địch trên tuyến đây ở khu vực này trung đoàn trưởng chỉ lên bản đồ rất có thể là bộ đội của anh đã gặp địch trên đường vận tải đấy anh làm thế nào thì làm phải tập hợp được bộ đội sẵn sàng vào trận đêm nay nếu địch đóng chốt tại khu vực này tiểu đoàn trưởng hoàng mạnh đứng nghiêm báo cáo rõ tôi xin phép được về đơn vị ngay để thực hiện mệnh lệnh tiểu đoàn trưởng mạnh hớt hải chạy đi ngay Trung đoàn trưởng Trần Đông Hải quay lại hỏi chính ủy và mọi người. Không hiểu cái lão này lên đây làm gì nhỉ? Mình có cho gọi ông ấy đâu? Chính ủy lên ông bước tới ghé vào tai Trung đoàn trưởng nói nhỏ. Ông thông gia của anh đang có vấn đề về tư tưởng đấy. Vừa nãy anh sớm chính trị viên tiểu đoàn 7 gọi điện thoại lên nói với tôi rằng ông Mạnh vẫn đang bị sốc vì cái cú bọn địch đem in ảnh thằng Định lên truyền đơn ông ta cho rằng mình có lỗi trong chuyện này nên đùng đùng chạy lên định gặp anh và tôi để xin từ chức đấy trung đoàn trưởng đưa bàn tay lên cào cào cái đầu hói cười khẩy từ chức à cái lão này điên thật đâu có dễ cho ông ta từ chức đến thế nhưng nếu đêm nay mà ông ta không tập hợp được quân về để đánh trận này thì ông ta bị cách chức là cái chắc chính ủy hỏi anh tin rằng sư đoàn sẽ cho trung đoàn ta đánh trận này à nếu chúng nó chốt lại ở đó thì phải đánh chứ còn gì nữa đó là cửa ngõ khu bàn đạp của ta mà nếu bọn mỹ lập ở đó một cái chốt chiến dịch rồi xây dựng ở đó một trận địa pháo thì chúng ta sẽ khó thở đấy Vừa lúc gió có tiếng chuông điện thoại reo Một anh trợ lý tác chiến nhấc máy nghe rồi vội vã gọi Báo cáo thủ trưởng Sư đoàn gọi à Trung đoàn trưởng Trần Đông Hải vội chạy tới cầm máy Tiếng sư đoàn trưởng Phạm Sùng vang lên bên kia đầu dây Anh Hải đấy hả Tôi sùng đây các anh đã biết đơn vị nào đánh bọn biệt kích Mỹ đổ bộ ở phía tây bắc bãi Cù Đinh chưa Chưa à nhưng chắc chắn là quân của anh rồi vì hôm nay chỉ có trung đoàn anh làm nhiệm vụ vận tải trên tuyến đó thôi. Anh em đánh khá lắm, trung đoàn trưởng vẫy tay ra hiệu cho chính ủy lên Nông lại gần cùng nghe. Trinh sát kỹ thuật vừa nghe được tin bọn Mỹ báo cáo về sở chỉ huy của chúng là có 14 thằng chết, 7 thằng bị thương. Tao ngộ chiến mà anh mà anh em mình đánh như thế là giỏi đấy. Bây giờ bọn địch ở đó đang co cụm lại gọi bom pháo đánh phá xung quanh chứ không dám sụp vào rừng nữa. Trung đoàn trưởng Hải hăng hái đề nghị vậy đêm nay thủ trưởng cho chúng tôi thịt bọn này đi tiếng sư đoàn trưởng cười vang trong máy ham rồi hả nhưng bọn này sẽ không dám trụ lại đó đâu trinh sát cho biết là chúng đang gọi máy bay đến bốc quân về đông hà hoài của trung đoàn trưởng than chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để đêm nay sẽ đánh một trận ra trò đấy ạ à? thôi đi còn nhiều dịp mà anh cho gom anh em về đi rồi tiến hành bình công để khích lệ khí thế của toàn trung đoàn từ ngày mai anh không phải bố trí lực lượng đi vận tải nữa mà hãy cho bộ đội tranh thủ vừa nghỉ ngơi, vừa học tập rèn tuyện. Bố trí cho bộ đội hoàn thiện kỹ năng đánh địch trong công sự vững chắc, chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới của trung đoàn ở mục tiêu A. À. Nhưng ở chỗ chúng tôi không có nơi nào xây dựng thao trường đâu ạ. À. Máy bay trinh sát nó quần suốt ngày, bày biện ra dễ lộ lắm. Ai bảo các anh bày biện làm gì? Sư đoàn trưởng gắt không dựng thao trường lớn nhưng vẫn có thể bố trí cho anh em tập gói buộc và đánh bộc phá, khắc phục vật cản hay hoàn thiện kỹ năng chiến đấu cá nhân chứ. Vâng, vậy thì được ạ. À. Thưa thủ trưởng, liệu chúng tôi có còn phải chờ đợi lâu nữa không ạ? À? Lâu hay chóng còn tùy vào tình hình chung. Trên khe xanh bộ đội ta đang ép mạnh. Bọn Mỹ đã đưa cả hai sư đoàn lính thủy đánh bộ ra Quảng Trị rồi. Đoàn Hồng Bảng chúng ta cũng sẽ vào cuộc ngay thôi. Các trung đoàn nay mai sẽ bước vào chiến đấu riêng các anh thì phải chờ thời cơ để tập trung cho nhiệm vụ chính. Trận hôm nay chỉ là ngoại lệ thôi chứ thực tình chúng tôi chưa muốn sử dụng lực lượng của các anh đâu. Thế đã nhé, có tin tứ gì mới tôi sẽ thông báo cho anh ngay. Sư đoàn trưởng đã cúp máy. Trung đoàn trưởng Hải quay sang nói với chính ủy, anh nghe rõ rồi chứ. Cụ ấy khen anh em mình đánh giỏi. Diệt được 14 thằng Mỹ, trung đoàn trưởng xoa tay cười thỏa mãn. Thế là có vốn đi đi chợ rồi. Chính ủy lên ông băn khoăn không biết quân của tiểu đoàn 7 hay tiểu đoàn 8 đụng địch nhỉ. Đến tận lúc này mà vẫn không liên lạc được với anh em. Tôi sốt ruột quá. Chắc là quân ông mạnh thôi. Sư đoàn trưởng nói địch sẽ bốc quân về chứ không chốt lại đó. Tiếc thật. Vậy, có điện báo cho tiểu đoàn 7 dừng việc chuẩn bị cho trận tập kích đêm nay không? Khoan đã. Đợi khi địch chính thức bốc quân đi thì ta báo xuống cũng chưa muộn. Và lại, cứ để cho lão mạnh lão ấy ngọ ngoại một một tí cho bớt nghĩ ngợi về chuyện cái cậu trợ lý hy sinh trên hàng rào căn cứ địch đi. Rồi trung đoàn trưởng Hải đứng dậy. Thôi, ông ngồi đây, tôi sang bên trinh sát xem có tin tức gì chưa. Đánh nhau mà cứ như thằng mù khua gậy đánh chó thế này thì khó chịu quá. Chính ủy lên Nông suýt phì cười vì câu ví von của trung đoàn trưởng. Nhưng quả là cái câu ấy mô tả rất chính xác tình trạng lúc này của những người chỉ huy như các ông. Lính thì đánh, mà người chỉ huy thì chịu không có cách bị thương từng ấy. Còn đằng mình thì mù tịt, không biết bộ phận nào đánh, đánh thế nào, thương vong ra sao. Không biết đến bao giờ quân đội ta mới có được hệ thống thông tin vô tuyến hoàn chỉnh như thằng Mỹ nhỉ. Có lẽ cũng còn chính ủy Lê Nông vội chạy lại cầm máy. Từ đầu dây bên kia tiếng chính TTI viên Lê Văn sớm vang lên, báo cáo chính ủy. Tinh thần anh Mạnh có vẻ ổn rồi à? Anh ấy đang họp với các đại đội trưởng để nắm tình hình chuẩn bị cho trận đánh đêm nay chính ủy động viên thế nào mà tải thế chính ủy Lê nông bật cười thì tôi đã kịp nói gì với anh ấy đâu vừa nghe tin địch đổ bộ là anh ấy đùng đùng chạy đi ngay trung đoàn trưởng phải gọi giật lại giao nhiệm vụ đấy vâng tôi cũng mừng quá nhưng chúng tôi cũng chưa có tin gì về cuộc chạm súng vừa rồi bộ phận nào đánh đấy ạ à? chính ủy thở dài đến lúc này trung đoàn cũng chưa biết bộ phận nào chạm địch nhưng có nhiều khả năng là quân của các anh đấy chỉ nghe được thằng địch kêu với nhau là chúng nó chết 14 thằng, bị thương 7 thằng. Thế cơ ạ. À? Chính trị viên sớm kêu lên trong máy, vậy là thắng to rồi phải không chính ủy? To hay bé còn phải xem lực lượng ta thương vong nhiều hay ít đã. Thế các anh đã cho trinh sát đi bắt liên lạc với các đơn vị đi vận tải chưa? Rồi, nhưng cũng chưa thấy có tin tức gì báo về. Chúng tôi cũng đang lo không biết liệu có bắt liên lạc với họ sớm để chuẩn bị cho trận tập kích đêm nay hay không đây. Lực lượng ở nhà còn mỏng lắm rồi, nhưng cũng chưa thấy có tin tức gì báo về. Chúng tôi cũng đang lo không biết liệu có bắt liên lạc với họ sớm để chuẩn bị cho trận tập kích đêm nay hay không đây. Lực lượng ở nhà còn mỏng lắm. Chính vì do dự một lát rồi nói, có lẽ, sẽ không có trận tập kích nào đâu. Sao vậy? Chính trị viên Lê Văn sớm hỏi dồn hay tung đoàn không tin tưởng ở đơn vị chúng tôi? Không phải. Chính ủy trung đoàn do dự một vài giây rồi nói, theo tin kỹ thuật thì có vẻ như thằng địch không định trụ lại ở đó đâu. Anh đừng nói gì với anh mạnh vội. Khi nào có tin chính thức trung đoàn sẽ thông báo ngay. Chính ủy lên nông cúp máy rồi quay sang nói với đồng chí trực ban tác chiến. Cứ 15 phút đồng chí lại gọi lên tác chiến sư đoàn xem có tình hình gì mới không nhé. Hùng Phong suy nghĩ dây lát rồi quyết định. Thế này nhé. Bây giờ tất cả tiểu đội ta sẽ quay lại đó cùng anh em trong trung đội đưa thương binh liệt sĩ về riêng cậu Hướng thì đi tìm đại đội phó báo cáo tình hình này ngay. Hướng gật đầu rồi hỏi thêm. Vậy, sẽ liên lạc với nhau ở đâu? Tại chỗ này, Hùng Phong quyết đoán nói. Có vẻ như thằng địch sẽ không đánh lên đến đây đâu. Cậu đi ngay đi. Hướng vội vã chạy đi. Hùng Phong khoát tay ra lệnh cho những người còn lại. Tiểu đội, theo tôi. Pháo địch vẫn bắn dữ dội xung quanh khu đổ quân. Vừa chạy Hùng Phong vừa dòng tai nghe tiếng đạn pháo rít đoán xem đạn nổ xa hay nổ gần để ra lệnh cho anh em nằm tránh đạn từ lúc nghe tin anh thoan và đại đồng nát hy sinh hùng phong mới cảm thấy sợ thực sự trận đánh đầu tiên đã diễn ra nhanh quá và dường như lại quá thuận lợi đối với tiểu đội của anh nên anh chưa thấy hết tính chất nghiêm khắc quyết liệt của một cuộc đối đầu thực sự trên chiến trường bây giờ thì máu của đồng đội anh đã đổ rồi chiến tranh đã thỏ ra những nanh vuốt đích thực của nó anh đã nhìn thấy những thằng mỹ ngã gục trước nòng súng của mình và đồng đội nhưng giờ đây anh cũng sẽ phải nhìn thấy máu của đồng đội mình niềm vui lần đầu tiên giết được kẻ thù liệu có cân bằng được với nỗi đau của những hy sinh mất mát mà đồng đội anh phải gánh chịu hay không cũng có thể rồi đây anh sẽ phải quen dần với phép so sánh rằng trong trận này chúng ta đã chiến thắng vì số địch bị ta giết nhiều hơn hẳn số chiến sĩ ta hy sinh thậm chí trận này chúng ta hy sinh nhiều hơn cả số địch bị giết nhưng vẫn là một chiến thắng vì chúng ta đã đạt được ý đồ chiến thuận chiến dịch của mình nhưng lúc này đây anh chưa đủ trưởng thành để có thể chấp nhận phép so sánh ấy anh chỉ mới kịp hiểu rằng mất một người đồng đội tốt bụng như đại một người anh hiền lành đức độ như anh thoan là một mất mát không thể nào bù đắp được kể cả niềm vui thắng trận cũng chẳng thể nào bù đắp được tiểu đoàn trưởng hoàng mạnh đã lên đến vị trí đóng quân của ban chỉ huy trung đoàn nhưng ông đã không kịp nói gì kể cả một lời thăm hỏi đối với thủ trưởng trung đoàn Ông vừa thò mặt vào căn nhà hầm của ban chỉ huy trung đoàn thì đã thấy trong hầm có cả chính ủy Lê Nông và một vài sĩ quan thăm mưa. Gương mặt người nào người nấy đều rất căng thẳng. Trung đoàn trưởng Trần Đông Hải thì đang gào vào máy điện thoại. Alo, cậu phải nói to lên. Khó nghe lắm. Chính xác là tới lúc này có bao nhiêu chiếc trực thăng đã đổ quân. 12 chiếc hà. Nếu vậy thì khoảng hơn một đại đội thôi. Đúng là Mỹ cả chứ. Tôi biết rồi. Nhưng tôi đang ngồi đây thì biết làm sao được chắc chắn là một bộ phận nào đó trong số các đơn vị đang tham gia chiến dịch ló tổ đụng địch trên tuyến vận tải thôi các cậu phải nắm cho chắc tình hình rồi báo cáo ngay về đây nghe chưa trung đoàn ti tưởng vừa ngẩng lên thì nhìn thấy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bảy hoàng mạnh ông ngạc nhiên kêu lên trời ơi ông mạnh sao ông lại mò lên đây vào lúc này hả tiểu đoàn trưởng mạnh ngơ ngác hỏi tôi lên định nói chuyện với anh thôi nhưng có chuyện gì thế ạ à? chuyện gì hả trung đoàn trưởng nhăn nhó như đang bị sâu răng tôi cũng đang muốn biết có chuyện gì đang xảy ra đây tại sao bỗng dưng địch lại đột ngột đổ quân ra khu vực cù đinh barre sư đoàn cũng chưa hiểu địch định đổ quân ra đó để làm gì chỉ là một cuộc đột kích vào sau lưng đội hình ta để thăm dò lực lượng ta hay chúng định đổ quân ra xây dựng một vị trí giá chiến để án ngữ khu vực này tiểu đoàn trưởng mạnh như người vừa tỉnh ngủ địch đổ quân à đổ lúc nào mà nhanh thế chúng vừa đổ quân xuống cách đây một giờ và đã đụng một lực lượng nào đó của bộ đội ta trên tuyến vận tải không chừng là quân của ông đấy ôi trời vậy mà sao tôi lại còn ở đây nhỉ tiểu đoàn trưởng hoàng mạnh tự hỏi vậy rồi lập tức quay lưng định lên khỏi nhà hầm trung đoàn trưởng trần đông hải ngạc nhiên hỏi với theo vậy anh lên đây có việc gì tiểu đoàn trưởng mạnh vội quay lại xua tay không có việc gì tôi phải về tiểu đoàn ngay đây khoan đã trung đoàn trưởng nổi cáu anh phải nghe xem trung đoàn ra lệnh cho các anh như thế nào đã chứ tiểu đoàn trưởng hoàng mạnh vội quay lại xin lỗi trung đoàn trưởng tôi sốt ruột quá nên anh nghe cho kỹ đây trung đoàn trưởng dõng dạc lên tiếng hiện nay tiểu đoàn các anh ở gần khu vực địch đổ quân hơn cả vì ngay khi trở về anh phải cho trinh sát đi bám địch ngay nếu đêm nay chúng dám chốt lại ở đó thì tôi sẽ xin sư đoàn cho đánh ngay khi đó tiểu đoàn anh phải đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu đấy tiểu đoàn trưởng hoàng mạnh hơi hoang mang nhưng bộ đội của tiểu đoàn tôi hiện có hai đại đội thiếu đang đi làm nhiệm vụ vận tải không hiểu họ có bị kẹt ở đâu khi địch đổ quân không vì vậy anh phải cho người đi bắt liên lạc với họ ngay trinh sát trung đoàn vừa báo cáo là có một đơn vị nào đó của ta đã nổ súng đánh địch trên tuyến đây ở khu vực này trung đoàn trưởng chỉ lên bản đồ rất có thể là bộ đội của anh đã gặp địch trên đường vận tải đấy anh làm thế nào thì làm phải tập hợp được bộ đội sẵn sàng vào trận đêm nay nếu địch đóng chốt tại khu vực này tiểu đoàn trưởng Hoàng Mạnh đứng nghiêm. Báo cáo rõ, tôi xin phép được về đơn vị ngay để thực hiện mệnh lệnh. Tiểu đoàn trưởng Mạnh hớt hải chạy đi ngay, trung đoàn trưởng Trần Đông Hải quay lại hỏi chính ủy và mọi người. Không hiểu cái lão này lên đây làm gì nhỉ? Mình có cho gọi ông ấy đâu? Chính ủy lên ông bước tới ghé vào tai trung đoàn trưởng nói nhỏ, ông thông gia của anh đang có vấn đề về tư tưởng đấy. Vừa nãy anh sớm chính trị viên tiểu đoàn 7 gọi điện thoại lên nói với tôi rằng Ông Mạnh vẫn đang bị sốc vì cái cú bọn địch đem in ảnh thằng Định lên truyền đơn ông ta cho rằng mình có lỗi trong chuyện này nên đùng đùng chạy lên Định gặp anh và tôi để xin từ chức đấy. Trung đoàn trưởng đưa bàn tay lên cào cào cái đầu hói, cười khẩy. Từ chức à? Cái lão này điên thật. Đâu có dễ cho ông ta từ chức đến thế. Nhưng nếu đêm nay mà ông ta không tập hợp được quân về để đánh trận này thì ông ta bị cách chức là cái chắc. Chính ủy hỏi, anh tin rằng sư đoàn sẽ cho trung đoàn ta đánh trận này à? nếu chúng nó chốt lại ở đó thì phải đánh chứ còn gì nữa đó là cửa ngõ khu bàn đạp của ta mà nếu bọn mỹ lập ở đó một cái chốt chiến dịch rồi xây dựng ở đó một trận địa pháo thì chúng ta sẽ khó thở đấy vừa lúc gió có tiếng chuông điện thoại reo một anh trợ lý tác chiến nhấc máy nghe rồi vội vã gọi báo cáo thủ trưởng sư đoàn gọi ạ à. trung đoàn trưởng trần đông hải vội chạy tới cầm máy tiếng sư đoàn trưởng phạm sùng vang lên bên kia đầu dây anh hải đấy hả Tôi sùng đây các anh đã biết đơn vị nào đánh bọn biệt kích Mỹ đổ bộ ở phía tây bắc bãi Cù đình chưa? Chưa à? Nhưng chắc chắn là quân của anh rồi vì hôm nay chỉ có trung đoàn anh làm nhiệm vụ vận tải trên tuyến đó thôi. Anh em đánh khá lắm, trung đoàn trưởng vẫy tay ra hiệu cho chính ủy Lê Nông lại gần cùng nghe. Trinh sát kỹ thuật vừa nghe được tin bọn Mỹ báo cáo về sở chỉ huy của chúng là có 14 thằng chết, 7 thằng bị thương. Tao ngộ chiến mà anh mà anh em mình đánh như thế là giỏi đấy bây giờ bọn địch ở đó đang co cụm lại gọi bom pháo đánh phá xung quanh chứ không dám sụp vào rừng nữa trung đoàn trưởng hải hăng hái đề nghị vậy đêm nay thủ trưởng cho chúng tôi thịt bọn này đi tiếng sư đoàn trưởng cười vang trong máy ham rồi hà nhưng bọn này sẽ không dám trụ lại đó đâu trinh sát cho biết là chúng đang gọi máy bay đến bốc quân về đông hà hoài của trung đoàn trưởng than chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để đêm nay sẽ đánh một trận ra trò đấy à thôi đi còn nhiều dịp mà anh cho gom anh em về đi rồi tiến hành bình công để khích lệ khí thế của toàn trung đoàn từ ngày mai anh không phải bố trí lực lượng đi vận tải nữa mà hãy cho bộ đội tranh thủ vừa nghỉ ngơi vừa học tập rèn tuyện bố trí cho bộ đội hoàn thiện kỹ năng đánh địch trong công sự vững chắc chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới của trung đoàn ở mục tiêu a à. nhưng ở chỗ chúng tôi không có nơi nào xây dựng thao trường đâu ạ à. máy bay trinh sát nó quần suốt ngày bày biện ra dễ lộ lắm ai bảo các anh bày biện làm gì sư đoàn trưởng gắt không dựng thao trường lớn nhưng vẫn có thể bố trí cho anh em tập gói buộc và đánh bộc phá khắc phục vật cản hay hoàn thiện kỹ năng chiến đấu cá nhân chứ vâng vậy thì được ạ à. thưa thủ trưởng liệu chúng tôi có còn phải chờ đợi lâu nữa không ạ à? lâu hay chóng còn tùy vào tình hình chung trên khe xanh bộ đội ta đang ép mạnh bọn mỹ đã đưa cả hai sư đoàn lính thủy đánh bộ ra quảng trị rồi đoàn hồng bảng chúng ta cũng sẽ vào cuộc ngay thôi các trung đoàn nay mai sẽ bước vào chiến đấu. Riêng các anh thì phải chờ thời cơ để tập trung cho nhiệm vụ chính. Trận hôm nay chỉ là ngoại lệ thôi chứ thực tình chúng tôi chưa muốn sử dụng lực lượng của các anh đâu. Thế đã nhé, có tin tứ gì mới tôi sẽ thông báo cho anh ngay. Sư đoàn trưởng đã cúp máy. Trung đoàn trưởng Hải quay sang nói với chính ủy, anh nghe rõ rồi chứ. Cụ ấy khen anh em mình đánh giỏi. Diệt được 14 thằng Mỹ, trung đoàn trưởng xoa tay cười thỏa mãn. Thế là có vốn đi đi chợ rồi. Chính ủy lên ông băn khoăn, không biết quân của tiểu đoàn 7 hay tiểu đoàn 8 đụng địch nhỉ, đến tận lúc này mà vẫn không liên lạc được với anh em, tôi sốt ruột quá, chắc là quân ông mạnh thôi. Sư đoàn trưởng nói địch sẽ bốc quân về chứ không chốt lại đó, tiếc thật. Vậy, có điện báo cho tiểu đoàn 7 dừng việc chuẩn bị cho trận tập kích đêm nay không? Khoan đã, đợi khi địch chính thức bốc quân đi thì ta báo xuống cũng chưa muộn. Và lại cứ để cho lão mạnh lão ấy ngọ ngoại một một tí cho bớt nghĩ ngợi về chuyện cái cậu trợ lý hy sinh trên hàng rào căn cứ địch đi. rồi trung đoàn trưởng hải đứng dậy. thôi ông ngồi đây, tôi sang bên trinh sát xem có tin tức gì chưa. đánh nhau mà cứ như thằng mù khua gậy đánh chó thế này thì khó chịu quá. chính ủy lên nông suýt phì cười vì câu ví von của trung đoàn trưởng. nhưng quả là cái câu ấy mô tả rất chính xác tình trạng lúc này của những người chỉ huy như các ông. lính thì đánh mà người chỉ huy thì chịu không có cách bị thương từng ấy. Còn đằng mình thì mù tịt, không biết bộ phận nào đánh, đánh thế nào, thương vong ra sao. Không biết đến bao giờ quân đội ta mới có được hệ thống thông tin vô tuyến hoàn chỉnh như thằng Mỹ nhỉ. Có lẽ cũng còn chính ủy Lê Nông vội chạy lại cầm máy. Từ đầu dây bên kia tiếng chính TTI viên Lê Văn sớm vang lên, báo cáo chính ủy. Tinh thần anh Mạnh có vẻ ổn rồi à? Anh ấy đang họp với các đại đội trưởng để nắm tình hình chuẩn bị cho trận đánh đêm nay chính ủy động viên thế nào mà tải thế chính ủy Lê nông bật cười thì tôi đã kịp nói gì với anh ấy đâu vừa nghe tin địch đổ bộ là anh ấy đùng đùng chạy đi ngay trung đoàn trưởng phải gọi giật lại giao nhiệm vụ đấy vâng tôi cũng mừng quá nhưng chúng tôi cũng chưa có tin gì về cuộc chạm súng vừa rồi bộ phận nào đánh đấy ạ à? chính ủy thở dài đến lúc này trung đoàn cũng chưa biết bộ phận nào chạm địch nhưng có nhiều khả năng là quân của các anh đấy chỉ nghe được thằng địch kêu với nhau là chúng nó chết 14 thằng, bị thương 7 thằng. Thế cơ ạ? À? Chính trị viên sớm kêu lên trong máy, vậy là thắng to rồi phải không chính ủy? To hay bé còn phải xem lực lượng ta thương vong nhiều hay ít đã. Thế các anh đã cho trinh sát đi bắt liên lạc với các đơn vị đi vận tải chưa? Rồi, nhưng cũng chưa thấy có tin tức gì báo về. Chúng tôi cũng đang lo không biết liệu có bắt liên lạc với họ sớm để chuẩn bị cho trận tập kích đêm nay hay không đây. Lực lượng ở nhà còn mỏng lắm rồi nhưng cũng chưa thấy có tin tức gì báo về chúng tôi cũng đang lo không biết liệu có bắt liên lạc với họ sớm để chuẩn bị cho trận tập kích đêm nay hay không đây lực lượng ở nhà còn mỏng lắm chính ủy do dự một lát rồi nói có lẽ sẽ không có trận tập kích nào đâu sao vậy chính trị viên lê văn sớm hỏi dồn hay tung đoàn không tin tưởng ở đơn vị chúng tôi không phải chính ủy trung đoàn do dự một vài giây rồi nói theo tin kỹ thuật thì có vẻ như thằng địch không định trụ lại ở đó đâu. Anh đừng nói gì với anh mạnh vội, khi nào có tin chính thức trung đoàn sẽ thông báo ngay. Chính ủy Lê Nông cúp máy rồi quay sang nói với đồng chí trực ban tác chiến. Cứ 15 phút đồng chí lại gọi lên tác chiến sư đoàn xem có tình hình gì mới không nhé. Hùng Phong dùng mình, co rúm người lại khi nhìn thấy hai cái cục đen xì, nham nhở nằm trên mặt đất. Tất, tiểu đội trưởng tiểu đội 8 vừa khóc vừa chỉ vào hai cái cục thịt cháy đen ấy. Đây, là anh Thoan. Còn đây là cậu Đại. Chỉ nói được từng ấy câu rồi tất quỳ xuống, lăn lộn trên mặt đất. Hai tay anh cào cấu liên hồi trên cơ thể mình. Từ trong lồng ngực anh học lên những tiếng khóc hay tiếng nấc hù hụ. Trên quần áo tất ướt súng một thứ nước sền sệt có lẽ dỉ ra từ hai thi thể nứt nẻ, cháy đen của hai liệt sĩ đang nằm kia. Hùng phong bùn rùn cả chân tay, miệng cứng lại. Phía sau anh hướng ngồi thụp xuống nôn thốc nôn nôn tháo còn lân thì vừa khót ồ ồ vừa đâm chan chát vào một thân cây bên cạnh họ là ba chiến sĩ khác người bị bỏng, người bị thương mới chỉ được băng bó sơ sài. Cậu Hồng bị gãy đùi phải được anh em tạm thời cố định lại rồi bó cứng vào hai cái cành cây để có thể khiêng đi nhưng hình như băng bó không tốt nên xương vẫn lòi ra. Cậu ta đau quá không kìm được thỉnh thoảng lại hộc lên đau quá. "Mẹ ơi, là mẹ ơi." Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Hùng Phong. Lúc này chỉ có anh và Tất là người chỉ huy nhưng xem chừng Tất xuống tinh thần quá chỉ biết khóc ròng và vật vã lăn lộn trên mặt đất chứ chẳng còn biết phải làm gì. Đông, chiến sĩ tiểu đội 8 giải thích. Một mình anh tất phải vào bãi bom B2 anh ra nên có lẽ anh ấy xúc động quá đấy. Hùng Phong biết lúc này anh em chỉ còn biết trông vào mình nên anh cố chấn tĩnh lại. Nói với mọi người, anh em, ở đây vẫn còn nguy hiểm lắm. Trước hết, chúng ta phải ra khỏi khu vực này về vị trí tập trung đại đội. Anh nhìn quanh rồi cắt đặt công việc. Chúng ta có ba thương binh, hai liệt sĩ, hai cậu bị bỏng nên cố gắng đi. Còn Hồng thì cần hai người khênh một người đỡ để tránh cho cậu ấy bị chấn động dẫn đến choáng thì nguy hiểm. Lân, Đông và Hợi lo cho việc này. Còn anh Thoan và Đại, chúng ta sẽ làm tạm cái cáng để khênh hai anh ấy về. Pháo địch vẫn bắn lúc thưa lúc mau, lúc xa lúc gần nhưng dường như không ai chú ý tới nữa. Mọi người khẩn trương bắt tay vào việc. Chỉ một lát một cái cái cáng bệnh bằng dây rừng đã được làm xong. Hùng Phong đặt cái cáng xuống bên cạnh thi thể hai liệt sĩ rồi nhìn mọi người hỏi, tôi sẽ khiêng một đầu. Còn ai giúp tôi nữa đây? Hướng bước lên một bước, để tôi. Cậu có được không? Sao không được? Hướng nói, rồi để chứng minh rằng mình không sợ gì nữa. Anh ngồi thụp xuống bên thi thể hai người và nói với họ, để tôi giúp hai anh lên cáng nhé. Hướng là giờ nhàng lùa tay xuống thi thể co quắp của trung đội trưởng rồi nhấc bổng lên đặt vào cáng. Sau đó đến lượt đại đồng nát. Sao mà họ? Nhẹ thế nhỉ. Mọi khi, thằng đại phải tới hơn sáu chục cân. Hướng hỏi, sau khi đã đặt cả hai lên cáng. Còn được thế này là may đấy. Hùng Phong nói vậy rồi quay lại hỏi tất lúc này vẫn đang nằm úp mặt xuống đất. Tuy không khóc nữa, nhưng đôi vai vẫn giật lên từng hồi. Ta về thôi chứ tật. Tất ngẩng lên, ngơ ngác nhìn mọi người rồi gật đầu nói, về thôi. Sắp tối rồi. Hùng Phong bảo Lân và Đông, các cậu đưa thương binh đi trước đi. Nhớ đường chứ nếu có pháo bắn gần thì cố hạ cáng nhẹ nhàng một tí kẻo cậu ấy đau lắm đấy lân và đông nâng cáng lên hồng kêu thét lên một tiếng đau quá rồi lịm đi đi thôi anh tất hùng phong nhắc tất ngơ ngác nhìn mọi người rồi khoác khẩu tiểu liên lên vai đi hà thế không lấy gạo sao hướng nhìn hùng phong lo lắng hỏi hình như anh ấy bị làm sao ấy hùng phong không trả lời mà quay sang nhắc mấy thương binh nhẹ anh em cố gắng nhé về đến vị trí tập kết của đại đội rồi ta tính sau. Mấy anh em thương binh gắng gượng đứng dậy lần cây đi theo chiếc cáng của Hồng. Tất cũng thất thiểu đi theo được vài bước rồi quay lại chỉ hai cái xác đen cháy hỏi, họ không đi à? Có, đi cả bây giờ đây. Nào hướng, nhẹ nhàng nhé. Hùng phong và hướng nâng cáng lên. Tất nhìn ngơ ngác rồi gật gù, thế này thì được. Nói rồi tất quay lại thoăn thoát đi theo anh em. Hùng Phong nói với hướng, cậu đi trước tớ đi phía sau canh chừng cho hướng đặt hai cái cây làm cáng lên hai vai rồi lại hỏi, sao mà họ nhẹ thế nhỉ? Hỏi vớ vẩn, đi đi nào, hướng đi trước, hùng phong đi sau, lần theo anh em ngược lên đồi. Hai thi thể đồng đội nhún nhảy bập bình trên những sợi dây rừng. Vì phải leo ngược dốc nên hai cái thi thể cháy đen cứ trôi tuột xuống trước mặt hùng phong. Mùi xương thịt cháy, mùi cờ dép cháy, mùi thuốc bom sọc vào tận lục phủ ngũ tạng khiến Hùng Phong luôn có cảm giác như ruột gan anh sắp sửa lộn ngược lên. Giá nôn được một cái như hướng, có lẽ sẽ đỡ hơn. Nhưng anh lại không sao nôn ra được. Giá mà hôm nay có khẩu B41, thế nào cũng thịt được một cái trực thăng. Ngon ăn quá mà bó tay, cú không chịu được. Hưởng vừa đi vừa noi không biết hắn nói với người sống hay nói với người chết. Bỗng trong không gian rít lên một chàng tiếng gào rú của đạn pháo. Nằm xuống tiếng thét của Hùng Phong bị những tiếng nổ đanh rền của đạn pháo nuốt chửng. Anh cũng không biết mình và Hương làm thế nào mà cùng kịp ném cái cáng xuống rồi quăng mình xuống đất. Đạn pháo nổ gần, đát đã bay vù vù, cành cây gãy rầm rầm, mảnh pháo ném vào những tảng đá mù côi trên triền dốc tóe hoa cả hoa cải. Có ai việc gì không? Hùng Phong hét lên sau loạt pháo đầu tiên. Không có tiếng trả lời. Hùng Phong lo lắng bật dậy hét lên với hướng, cứ nằm đó. Mình lên trên kia xem thế nào không có ai bị thương nhưng Hồng lại ngất đi vì đau khi anh em quăng cáng xuống để nằm tránh pháo. Hùng Phong còn kịp nhìn thấy tiểu đội trưởng tất vừa chạy ngược lên đồi vừa hét lên, cháy, cháy to quá, chạy đi, lửa đấy, lửa đấy. Loạt pháo thứ hai rít lên giữ đội rồi nổ chùm lên phía đỉnh đồi. Trời ơi, thằng tất bị rồi. Hùng Phong nghĩ vậy rồi bật dậy lao lên đồi. Anh còn đang ngơ ngác thì nghe thấy tiếng tất thét lên, Hùng Phong. Nằm xuống, nó ném bom napan đấy anh vợ nhảy mấy bước tới bên một hốc cây cổ thụ tất đã kịp lao vào nằm thu lưu trong đó nửa người nhô ra vẫy rối rít lại đây lại đây chỗ này lửa nó không bén tới được đâu pháo địch đã chuyển làn sau khi bắn vài loạt vu vơ lên đỉnh đồi hùng phong vẫy tay gọi tất ra đi thôi không có bom napan đâu tất rụt rè chui ra nhìn quanh hỏi không có bom lửa thật à thật đấy hết bom lửa rồi cậu ngồi đây mình xuống đón anh em nhé tất ngoan ngoãn gật đầu hùng phong để tất ngồi đó rồi lộn trở xuống. Anh em cũng đã rời vị trí trú nấp chuẩn bị đi tiếp. Hùng Phong dặn mọi người cố gắng đưa thương binh về nơi tập kết của đại đội rồi đi xuống chỗ chiếc cáng hai liệt sĩ. Tới nơi, không thấy hướng đâu mà chỉ thấy chiếc cáng bằng dây rừng nằm trọng chờ. Hùng Phong đang ngơ ngác nhìn quanh thì từ dưới khe. Tiếng hướng gọi váng lên, ban ơi. Xuống đây giúp tớ với. Nhìn xuống khe thấy hướng đang loay hoay với hai cái cục đen xỉ. Thì ra khi đột ngột phải nằm xuống tránh pháo, họ đã hất văng hai cái thi thể cháy đen xuống cái khe cạn này. Cứ ở đó tớ xuống ngay đây. Cái khe cạn hẹp, nhưng lại dốc. Hùng Phong phải lựa đà để khỏi lao cắm đầu xuống. Không hiểu hai cái ông này làm sao lại nhảy xuống tận đây cơ chứ. Hướng ngồi tựa lưng vào một chảng đá xanh gì những rêu. Bên cạnh là hai cái sắc cháy nham nhở của đồng đội. Hùng Phong hất hàm về phía hai ông liệt sĩ. Có làm sao không? Thằng đại thì cũng chỉ chảy chóc chút ít. Nhưng, miệng hướng bỗng méo sạch, anh thoan thì rơi đâu mất một cánh tay rồi. Để mình tìm xem nào. Hùng Phong vội tìm dưới lòng khe và cả trên vách đá nhưng tuyệt nhiên không thấy cái tay của anh Thoan. Nhất định nó chỉ rơi loanh quanh đâu đây thôi. Nhưng tìm một lúc vẫn không thấy gì. Hùng Phong đành quay lại, nói với Hướng, thôi, đưa hai người lên trên kia đã, rồi tính sau. Hướng vẫn ngồi bó gối, mặt mũi túi sầm. Hùng Phong bước tới đặt một tay lên vai bạn dục, đi thôi Hướng. Anh em đang đợi mình đấy hướng bỗng đột ngột kéo Hùng Phong xuống, ôm chặt lấy anh nức lên, ban ơi. Mình sợ lắm, mình, sợ người chết lắm, vỡ vần. Hùng Phong mắng át đi, thằng Mỹ còn chả sợ. Sợ gì người chết, với lại, anh Thoan với thằng Đại Lúc sống, cũng hiền khô ấy mà. Nhưng, bọn mình, đánh mất một tay của anh ấy, mất thì thôi. Hùng Phong bực mình gắt, cái mạng mình các anh ấy còn trả tiếc, nữa là cánh tay. Đứng dậy đi, tớ còn phải lo cho cả trung đội kia kìa hướng gạt nước mắt đứng dậy hùng phong nhìn lên vách khe tính đường lên rồi bảo cậu lên trước đi rồi đứng ở cái mỏm đá thò ra kia kìa mình sẽ lần lượt chuyển từng ông lên cho cậu đón loay loay mất một lúc lâu hai người mới hoàn cầu lên trước đi rồi đứng ở cái mỏm đá thò ra kia kìa mình sẽ lần lượt chuyển từng ông lên cho cậu đón loay loay mất một lúc lâu hai người mới hoàn thành công việc khi thi thể hai liệt sĩ đã được đặt nằm lại trên chiếc cáng bằng dây rừng. Hai người đã chuẩn bị để tiếp tục khiêng đi thì đột nhiên hướng bảo để tớ tìm thêm một tí xem sao. Bọn mình mới chỉ tìm dưới dưới khe mà chưa tìm ở trên này. Chỗ bọn mình nằm xuống tránh pháo là chỗ nào nhỉ? Kia kìa. Nhưng nhanh lên đấy. Pháo nó mà lại bắn vào đây thì không khéo phải bỏ các ông ấy mà chạy chứ không đùa được đâu. Hùng Phong lầu bầu nhắc thực tình thì anh không cho rằng việc phải tìm cho ra cái đoạn cánh tay cháy dở ấy lại quan trọng đến thế liếc nhìn sang thi thể của trung đội trưởng anh đã hiểu vì sao cái cánh tay ấy lại rơi ra phần da thịt gân cơ gần như đã cháy hết rồi cái xương cẳng tay của anh chỉ còn dính hờ vào khớp vai va đập một cái là rơi ra ngay không chừng nó đã rơi dọc đường rồi chứ không phải chỉ tới lúc họ nằm tránh pháo mới rơi ra thằng đại có vẻ còn nhiều da thịt hơn nhưng vì thế mà trông nó lại càng đáng sợ bộ răng của nó trắng nhờn, chìa ra, hai cái hốc mắt bây giờ chỉ còn là hai cái hốc thô lố. Vì thế nó rất giỏi việc chế tác, biến những đoạn ống pháo sáng, những cái cắt tút đạn thành những thứ đồ dùng xinh xẻo như cây đèn cầy, những cái lược chạm khắc tinh vi, những cái ca cá nhôm. Nó đã kỳ khu tìm ống pháo sáng để đút vào túi cóc ba lô. Cậu cung mê cái điếu cày ấy lắm và gọi thằng đại là nghệ nhân hẳn hoi nhưng anh em trong trung đội thì cứ gọi nó là đại đồng nát vì trong ba lô của nó lúc nào cũng lình kỉnh trăm thứ những ngày còn huấn luyện ở ngoài Bắc cũng vậy. Không khi nào báo động kiểm kê quân trang mà thằng DAIKHONG bị phê bình vì chứa chấp những thứ vớ vẩn không có trong danh mục quân trang quân dụng. Bây giờ thì mày chết, rồi, chắc chắn bọn tao phải chôn mày ở chiến trường. Ở đây mày sẽ tha hồ mà đi thu gom đồ đồng nát. Nếu có giỏi, mày nhớ làm cho anh Thoan một cái cánh tay giả nhé. Đúng lúc Hùng Phong bật cười vì ý nghĩ kỳ cục ấy thì nghe tiếng hướng reo lên, tìm thấy rồi. Eureka! Tìm thấy rồi. Lại còn Eureka nữa. Acesimet hay Newton thì có có giỏi. Mày nhớ làm cho anh thoan một cái cánh tay giả nhé. Đúng lúc Hùng Phong bật cười vì ý nghĩ kỳ cục ấy thì nghe tiếng hướng reo lên, tìm thấy rồi. Eureka! Tìm thấy rồi. Lại còn Eureka nữa. Acesimet hay Newton thì có của trung đội trưởng chạy lại Hùng Phong cũng cảm thấy vui lây ở đâu ra thế? Nó mắc ngay trong cái bụi cây cộng sản mọc ở bờ khe ấy. Cây gì? Hùng Phong ngạc nhiên hỏi. Cây cộng sản. Cái cây trông giống cây chó đẻ ở ngoài mình ấy. Tớ nghe thấy cánh lính cựu của đường chín gọi thế. Họ bảo, chính thằng địch nó gọi loại cây này là thế vì ở những vùng bị bom đạn Mỹ phát quang, loại cây ấy mọc lên nhanh lắm, mà lại sống dai, như cộng sản ấy mà. Mẹ khỉ. Thế là chúng nó bị báng bọn mình đấy. Hùng Phong cầu nhầu, thôi, Trả lại cái cánh tay ấy cho ông Thoan đi. Mình vừa mới nghĩ rằng thế nào thằng đại khéo tay chẳng làm tặng trung đội trưởng một cái tay giả. Bây giờ thì tốt rồi, không phải làm giả nữa. Đi thôi. Thằng Tất còn đang phát điên lên ở trên kia kìa. 11:06 giờ tối đại đội trưởng Nguyễn Hồng Thanh và chính trị viên Lương Xuân Báo được tổ trinh sát của Lân giúp đỡ đã bắt được liên lạc với đại đội phó Đồng Tiến Phi chỉ huy hai trung đội của đại đội đi làm nhiệm vụ vận tải. Đến tận lúc ấy họ mới biết rằng đại đội của mình vừa trải qua một trận đánh ác liệt và có thể nói là đã giành thắng lợi ngoài dự kiến. Trước lúc hai người lên đường, cấp trên đã thông báo chính thức có 14 tên Mỹ bị giết. Nhiều tên khác bị thương trong trận tao ngộ chiến với bộ đội ta trên tuyến đường vận tải. Lúc 4 giờ chiều địch buộc phải đưa trực thăng tới bốc quân đi, không dám mạo hiểm trụ lại ở khu vực này. Về mặt lý thuyết mà nói, trận đột kích của địch ra phía sau đội hình của sư đoàn đã thất bại, tuy chỉ là đòn thăm dò thôi nhưng rõ ràng từ nay nếu muốn đổ quân ra khu vực này bọn mỹ sẽ vừa gặp mặt chính trị viên đã ôm choàng lấy đại đội phó đồng tiến phi mà khóc nấc lên vì mừng nghe tin có đánh nhau to với bọn mỹ bọn mình ở nhà sốt ruột quá không ngờ lại là đại đội ta lập công trận đầu mà đã thắng to như thế là tốt lắm tốt lắm đại đội phó ngập ngừng nói nhưng báo cáo hai thủ trưởng đại đội ta cũng sứt mẻ nhiều à đại đội trưởng sốt ruột hỏi sứt mẻ nhiều là thế nào ba đồng chí hy sinh, trong đó có trung đội trưởng Thoan à. Ngoài ra, còn 5 đồng chí bị thương nữa. Cậu Thoan bị rồi à? Đại đội trưởng rững sờ ngồi bệt xuống ngay trên nền rừng ẩm ướt. Chính trị viên Lương Xuân báo bình tĩnh nói với đại đội phó, "Đồng chí báo cáo nhanh diễn biến trận đánh xem nào." Đại đội phó đồng Tiến Phi vội báo cáo tóm tắt trận đánh một cách giành mạch. Nghe xong đại đội trưởng Nguyễn Hồng Thanh khen, "Tốt lắm. Tôi không ngờ trận đầu đụng độ với lính Mỹ mà anh em ta đánh được như thế." nhưng giá như đừng cho cầu thoan phát triển đội hình về hướng đó thì có lẽ đại đội phó thừa nhận vâng vì chúng tôi dự kiến rằng sau khi đổ quân địch sẽ tiến hành thọc sâu sục xả dọc theo con đường vận tải của ta nên mới triển khai một mũi sang hướng đó để sẵn sàng đánh chặn nhưng không ngờ đội phó thừa nhận vâng vì chúng tôi dự kiến rằng sau khi đổ quân địch sẽ tiến hành thọc sâu sục xả dọc theo con đường vận tải của ta nên mới triển khai một mũi sang hướng đó để sẵn sàng đánh chặn nhưng không ngờ địch đổ quân xuống là có cụm ngay. Anh em ta ham đánh lao và nên rút ra hơi chậm. Chủ yếu là bị thương vong do phi pháo. Không sao. Không sao chính trị viên Lương Xuân Báo hào hứng nhận xét. Nếu như anh em ta không đánh ép vào một cách quyết liệt thì chắc gì thằng địch đã có cụm vào một chỗ rồi vội vã gọi trực thăng tới bốc chúng đi. Thắng lợi. Về cơ bản là thắng lợi. Tinh thần quyết thắng của anh em phải được để cao. Rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì. Anh kêu lên. Chết thật thế mấy đồng chí hy sinh hiện nay để đâu chúng tôi mang về đây rồi đại đội phó trả lời giọng dầu dầu mời hai thủ trưởng tới gặp anh em ngoài trung đội trưởng thoan và đại hướng trung đội hai do trung đội trưởng tại chỉ huy còn mất cậu dạng người mường ở ba trại dạng cũng hy sinh vì trúng đạn pháo khi rút quân cả ba người đã được đưa về nơi tập kết họ được đặt nằm một hàng trên một chiếc võng trải rộng anh em đang đứng ngồi xúm xít quanh họ thấy đại đội trưởng và chính trị viên tới họ lặng lẽ đứng dậy nghiêm trang chờ đợi. Chính trị viên và đại đội trưởng rẽ qua các chiến sĩ bước tới họ lặng lẽ đứng dậy, nghiêm trang chờ đợi. Chính trị viên và đại đội trưởng rẽ qua các chiến sĩ bước tới quỳ xuống bên ba liệt sĩ. Đại đội trưởng Thanh Dưng Dưng sờ nắn phần thịt xương còn lại trên thi thể thoan và đại rồi lặng lẽ vuốt lại những sợi tóc bết máu trên chán dạng. Chỉnh lại tư thế nằm cho ba liệt sĩ. Dừng chiều lặng phắc. Lạ thay, đến cả tiếng pháo, tiếng máy bay trực thăng, máy bay trinh sát của địch cũng tắt lặng từ bao giờ những tia nắng cuối ngày cũng vừa tắt khi mặt trời tụt xuống phía bên kia dãy núi phía tây. Gương mặt của cả người sống lẫn người chết cùng tối sầm lại. Đại đội từ từ đứng dậy, nghiêm trang hô khẩu lệnh, đại đội 9 nghe lệnh tôi. Trừ các đồng chí bị thương. Đại đội, hai hàng ngang tập hợp, tiếng lá khô rào rào, tiếng bước chân rậm dịch. Chỉ một loáng đội ngũ đã chỉnh tề. Chỉnh đốn trang phục, tiếng đại đội trưởng lại vang lên, những người lính răm rắp tuân theo mệnh lệnh. Họ xốc lại quần áo, vuốt lại mái tóc, chỉnh lại bao đồ bao xe trên người, chỉnh đốn trang phục xong. Nghiêm, để tưởng nhớ những đồng chí đã anh dũng hy sinh trong trận đánh đầu tiên của đại đội 9. Phúc mặc niệm bắt đầu, mọi người nhất loạt cúi đầu. Một trận gió đột ngột ảo qua cánh rừng, tiếng lá xô rào xô rào rạt trên tán cây. Có tiếng ai đó sụt xịt khóc, tiếng sụt xịt lan dần theo hàng quân và có vẻ như thật khó mà kìm nén. Bỗng chính trị viên Lương Xuân báo ồm ồm cất lên tiếng hát ngày mai anh em ta lên đường. Các chiến sĩ ngỡ ngàng dây lát rồi họ cùng cất tiếng hòa theo. Ra chiến trường giải phóng quê hương vì độc lập, vì tự do chẳng tiếc máu xương núi sông ơi. Đất Việt thương yêu ơi đoàn quân đi lưỡi lê sáng ngời đã ra quân là chiến thắng đạp lên sắc thủ. Chỉ biết có tiến công trung đoàn ta lên đường ra chiến trường. Bài ca truyền thống của trung đoàn âm vang khiến cả cánh rừng như bừng sáng lên trong hoàng hôn. Đến lúc đó hình như các chiến sĩ đại đội 9 mới thực tin rằng kẻ thù của họ đã cao chạy xa bay rồi cánh rừng này là của họ, núi rừng này vẫn là của họ. Họ có thể nói to, hét to lên như mọi ngày. Chính trị viên đại đội đã biết cách dứt họ ra khỏi không gian âm u, bí hiểm và tăng tóc của một cánh rừng nhiệt đới vừa trải qua một cơn binh lửa. Các đồng chí, chính trị viên Lương Xuân báo bước ra trước hàng quân sau khi bài ca vừa dứt. Chúng ta đang trong giây phút tiến biệt những người đồng chí của chúng ta vừa hy sinh anh dũng trong trận đánh chiều này. Ba đồng chí ra đi là những mất mắt không thể nào bù đắp được nhưng điều quan trọng nhất là các đồng chí ấy đã cùng đại đội đánh thắng trận đầu mà lại là trận đầu đánh thắng bọn bọn lính viễn trinh mỹ điều này vô cùng quan trọng chỉ mới hôm qua hôm kia thôi chúng ta vẫn còn băn khoăn tự hỏi thằng mỹ là như thế nào liệu chúng ta có đánh thắng chúng trên chiến trường được không thì đây hôm nay hoạch tấn công đột kích về phía sau đội hình của sư đoàn ta phải vội vã bốc quân tháo chạy chứ không dám cắm chốt ở khu vực quan trọng này như vậy rõ ràng là sự hy sinh của ba đồng chí của chúng ta đây đã khổng chúng ta đã có câu trả lời. Trung đoàn thông báo địch báo cáo sở chỉ huy của chúng ở Đông Hà là chúng bị chết 14 tên, 7 tên khác bị thương. Điều quan trọng hơn là chúng đã phải hủy bỏ kế hoạch tấn công đột kích về phía sau đội hình của sư đoàn ta. Phải vội vã bốc quân tháo chạy chứ không dám cắm chút ở khu vực quan trọng này. Như vậy rõ ràng là sự hy sinh của ba đồng chí của chúng ta đây đã không vô ích. Ngay tại đây, tôi trang trọng phát động cuộc thi đua giết giặc lập công, học tập gương chiến đấu hy sinh của ba đồng chí Nguyễn Hữu Thoan, Trần Đình Đại và Đinh Văn dạng Toàn đại đội ta quyết tâm chiến đấu lập công để trả thù cho các đồng chí đã hy sinh. Các đồng chí có quyết tâm không? Toàn đại đội đồng thanh hồ lớn, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Lễ truy điệu ba đồng chí hy sinh của đại đội 9 đã diễn ra ngắn gọn và đơn giản như vậy. Sau đó thi thể của ba người lính được giao cho bộ phận làm công tác chính sách của trung đoàn để họ khâm liệm rồi đưa đi chôn cất tại một nghĩa trang tập trung của trung đoàn những người bị thường cung được đưa đi trạm quân y tiền phương ngay trong đêm. Riêng tiểu đội trưởng tất thì vẫn đang trong tình trạng tâm thần bấn loạn, khi khóc khi cười. Chính trị viên Lương Xuân Báo ngồi nửa giờ nghe cậu ta khóc lóc kể lề rồi bất ngờ tát cho mấy cái vào bảo. Nếu cậu mà còn như thế này nữa thì tôi sẽ cho anh em trói cậu lại giải về hậu phương đấy. Cũng lạ, từ đấy tất nín bặt, cậy miệng cũng không nói câu nào nữa nửa đêm hôm đó đại đội 9 trở về nơi đóng quân suốt chặng đường hành quân về kiềng tiểu đoàn lân không rời hùng phong và nguyễn đình hướng nửa bước anh rất tự hào vì có hai người bạn thân đã đánh thắng trận đầu mừng nhất là nghe thấy anh em trong đại đội khen hùng phong không chỉ chiến đấu dũng cảm mà còn là một người chỉ huy rất linh hoạt mưu trí có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy mình cảm phục hùng phong thật anh tự nhủ lúc nào dành nhất định phải ghi lại trận đánh này vào sổ tay rất tiếc là vì đang ở chiến trường không liên lạc được với các tòa soạn báo nếu không anh sẽ viết ngay một bài về gương chiến đấu của Hùng Phong mà không cần đến sự yêu cầu của chính trị viên Lương Xuân Báo. Hết phần 7.